Hello ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách mình set up xương cho một con character nghe. Đầu tiên mình có một file Photoshop đã tách rời các bộ phận như thế này. Sau đó thì mình dùng plugin Photoshop ToolSpy để xuất các bộ phận này ra thành một folder image. Sau khi chạy xong plugin thì chúng ta sẽ có một file JSON như thế này và một thư mục email chứa tất cả các hình của file Photoshop đã tách hồi nãy. Bước tiếp theo thì mình sẽ mở Spy lên, chọn New Project, chọn Spy, chọn Import Data và mình sẽ chọn cái file JSON hồi nãy mà cái plugin nó xuất ra giúp mình đó. Thì cái file JSON hồi nãy cái plugin nó xuất ra giúp mình thì sẽ hỗ trợ cho mình sắp xếp lại cái thứ tự của cái layer y chang như trong file Photoshop của mình mà mình sẽ không cần phải xếp tay nữa. Đây, như mọi người có thể thấy, đầu tiên là mình sẽ set up một xương tổng là xương character. Thì xương tổng này sẽ chứa tất cả các thành phần của character. Thì việc này giúp mình dễ quản lý khi mà sau này mình sẽ có thêm các effect khác thì mình sẽ để trong xương tổng effect thì mình sẽ dễ quản lý file hơn. Tiếp theo mình sẽ tạo một xương heap. Cái xương này sẽ giúp điều khiển phần hông của character. Lưu ý là chúng ta sẽ vừa gắn xương vừa bỏ hình ảnh vào, thì cách vừa gắn xương vừa bỏ hình ảnh mình đã có hướng dẫn ở trên màn hình. Sau khi đã có xương heap thì chúng ta lại tiếp tục tạo các xương cột sống cho nhân vật. Mình sẽ đổi màu xương cột sống một chút xíu cho dễ nhìn hơn. Mình sẽ đặt lại tên chút xíu. Thì sau khi có xương cột sống và xương cổ thì chúng ta sẽ click chọn phần đầu để tạo một cái xương điều khiển đầu. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái xương cột sống điều khiển phần vai để chúng ta tạo hai cái xương điều khiển cánh tay và cẳng tay cũng như là bàn tay luôn. Cũng chọn xương cột sống điều khiển phần vai đó và chúng ta sẽ làm tương tự cho cái cánh tay bên kia. Đó chúng ta sẽ tạo ra xương điều khiển chân. Thì cái xương điều khiển chân này chính là con của cái thằng hiếp. Làm tương tự cho chân bên kia. Vậy là chúng ta đã có một cái khung xương cơ bản về phần hiếp, điều khiển phần hông, xương cột sống, xương điều khiển tay và xương điều khiển chân. Mình sẽ đổi màu cái khung xương điều khiển chính để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Chúng ta có bộ khung xương điều khiển chính cơ bản của một con character như thế này thì chúng ta bắt đầu set up các xương điều khiển các thành phần trên khu vực xương chính đó. Ví dụ chúng ta có khu vực đầu chứa các lọn tóc như thế này thì chúng ta sẽ chọn xương cha là xương điều khiển đầu trong bộ xương chính và các xương điều khiển các lọn tóc sẽ là xương con của nó. Chúng ta sẽ tiếp tục như vậy cho các khu vực khác của cơ thể. Như vậy áo choàng thì xương điều khiển sẽ là xương con của xương cột sống vai, hay là váy thì xương điều khiển sẽ là xương con của xương hiếp. Tương tự như vậy khi mà các bạn có thể làm các character khác với những quần áo khác.
bộ xương hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ tiến hành mask các hình ảnh với lại xương của chúng. Thì cái mask này mình sẽ làm trong một video clip tiếp theo. Còn ở đây thì mình làm tổng quan cho nên mình sẽ làm nhanh phần này nha. Cuối cùng sau khi đã mask hình ảnh với xương thì chúng ta bắt đầu gắn IK cho chân. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn xương đùi và xương cẳng chân. New, chọn IK còn trend, click vào gót và đặt tên cho IK đó là gót chân. Chọn xương bàn chân, chọn new, chọn IK còn trend, click ở mũi và đặt tên là mũi chân. Có hai cái IK thì ở bên cột bên tay phải chúng ta sẽ lấy cái IK gót chân bỏ vào làm con của cái IK mũi chân. Tương tự các bước trên cho chân còn lại. Vậy là đã xong rồi đó, chúc các bạn thành công nha. Đây là thành quả sau khi set up và làm anime idol của mình. Nếu mọi người thích video này, hãy like và subscribe để mình có thêm động lực ra thêm các video bổ ích khác nha.